Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Monopolis. Các bạn mình sẽ nhận được 500 token Mono nè các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà làm tắt chatbot nha. Rồi bằng lượng YouTube trang không? 43 để cho bot. Rồi, như đầu tiên các bạn chọn kênh gấp nè mà. Rồi bạn mới đắp lên nè. Chọn tiếp kênh trailer nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet bot. Xin tại Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like, các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow Reddit nè. Rồi bạn mới đắp lên nha các bạn. Tiếp tục thì bạn subscribe kênh YouTube nè. Bạn đăng ký nha các bạn. Sau đó bạn mới đắp lên. Tiếp tục bạn subscribe và like share nó kênh YouTube thứ hai của nó nè. Đây nè các bạn. Rồi bạn like nè, các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi bạn tweet lên nè. Đăng test nè. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow like và tweet tại Twitter đó cái nữa nè. Rồi các bạn like nè các bạn tweet lên nha các bạn. Nguồn ngay gấp này khá là uy tín, trả tôi cần đàng hoàng nha các bạn. Rồi tiếp tục xem tiếp kênh Telegram nữa nè. Rồi bạn sẽ submit đi tên nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email các bạn vào nè. Submit vô Twitter profile link thì các bạn gặp mở Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn nhập ảnh avatar, nhập vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn bấm vào ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nha các bạn. Sau đó các bạn sao chép đường link từ Twitter mình nè. Lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit profile link Reddit mình nha các bạn. Thì các bạn nhập vào Reddit nè. Trên Reddit các bạn nhập ba cạnh cùng nè. Nhập vào ảnh avatar mình nha các bạn. Rồi nhập vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sao chép. Ơ chưa các bạn, lộn rồi các bạn. Anh avatar của mình nè. Rồi bạn nhấp ba cạnh cùng các bạn. Các bạn sao chép username get it mình nè. Sorry các bạn, đừng link profile get it chứ. Submit minimum profile link nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào minimum nha các bạn. Trên minimum thì các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Nhấp vào anh avatar mình cái nữa nè. Giờ mình nhấp ba cạnh cùng nha các bạn. Bạn sao chép liên kết nè. Hồi nãy mình có biết có follow minimum chưa nè. Nhấn vào đây nha các bạn. Bạn nào chưa follow minimum thì follow các bạn. Tiếp tục gửi đường link profile YouTube mình nha các bạn. Thì các bạn mở kênh YouTube mình ra nè. Các bạn nhấp vào anh avatar, nhấp vào kênh của bạn nha các bạn. Các bạn nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lên cho bot nè. Sau đó hỏi của show này rớp và sẽ bấm Z nha các bạn. Submit media you to Twitter mode. Rồi sau đó thì bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè các bạn. Bạn muốn vào Twitter trả lời nè. Đầu cái video mình chia sẻ này đâu các bạn. Video này hết ta. Đúng rồi. Rồi các bạn chia sẻ cái video các bạn đã ấy nha các bạn. Sẽ chép liên kết để cho bot nè. Rồi sau đó bấm Z nha các bạn. Sau đó bấm Z luôn nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với bình bi sờ mát trên bét 20 trên chiếc chocolate của các bạn nè. Nhắn lại cho bot. Rồi sau đó bấm vào John chào ai gấp support 1, support 2 luôn nha các bạn. 1 2. Rồi bạn bấm vào khinh lắc nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm balance để check số cần kiếm được nè. Ok mình đã nhận được 500 tập cần mono nè. Các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tập cần nha các bạn. Như video mình đã đem kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nha.